Lexus GX hoàn toàn mới chính thức ra mắt, thiết kế lột xác, động cơ mạnh mẽ và bổ sung thêm công nghệ. Cách làm xe của các hãng xe Nhật khác hoàn toàn so với các hãng xe Hàn Quốc. 14 năm sau sự ra đời của thế hệ cũ, hôm nay Lexus mới chính thức cho ra mắt thế hệ tiếp theo của dòng xe GX, chiếc SUV 7 chỗ đa dụng rẻ hơn so với LX600. Nếu như trong cùng khoảng thời gian 14 năm như thế thì có lẽ những mẫu xe Hàn sẽ cho ra đời khoảng 2-3 thế hệ mới. Lột bỏ thiết kế nhàm chán của thế hệ cũ, Lexus GX 2024 trông hấp dẫn hơn nhiều và thể hiện được cá tính riêng thay vì như một phiên bản ốm yếu của Lexus LX. Diện mạo của GX giờ đây ngầu hơn cả LX, góc cạnh và cũng có phần hướng đến phá cách. Lưới tản nhiệt hình con suốt của Lexus áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới, không khung viền kết hợp thiết kế thẳng đứng, đảm bảo phần mũi xe không quá cong tương phản với phần còn lại của thân xe. Cụm đèn pha kết hợp với dải đèn LED chạy ban ngày trông rất sắc sảo. Các chi tiết nan ngang to nhỏ của lưới tản nhiệt sơn màu đen, trong khi phần cản trước nhô cao, sơn trùng màu ngoại thất. Tất nhiên, logo chữ L của Lexus vẫn nằm ở chính giữa. Ở hai bên, gương chiếu hậu cỡ lớn hình hộp lại theo phong cách của Land Cruiser cổ điển. Mâm xe khá giống loại hai minh của Land Cruiser LC300 nhưng sơn màu xám hoặc kiểu mâm chuyên dụng off-road trên phiên bản đặc biệt. Cũng giống như LX mới, form dáng của GX 2024 được chia sẻ nhiều từ Land Cruiser LC300 với phong cách vuông vức ở cả phía trước và phía sau. Vỏ bánh trước và vỏ bánh sau góc cạnh, ốp sườn tương phản và có bậc lên xuống gắn cố định hai bên. Phần đuôi xe cũng sẽ có cuộc cách mạng khi cụm đèn hậu đơn điệu của phiên bản cũ đã được thay thế bằng dải LED chạy ngang đuôi xe, kết nối hai cụm đèn hậu chính nhỏ gọn. Hai bên phần đuôi được làm góc cạnh kết hợp với cánh gió trên mùi, ống xả được đặt ẩn dưới gầm xe. Lexus GX 2024 dài hơn 70mm, rộng hơn 95mm so với thiết kế cũ, trong khi chiều dài cơ sở được kéo dài thêm 60mm. Mẫu xe SUV hạng sang 7 chỗ ngồi có chiều dài tổng thể 5.005mm, rộng 2.117mm và tùy thuộc vào loại lốp đi kèm, xe có chiều cao dao động từ 1.915 đến 1.935mm. Lexus GX 2024 cũng sẽ được cung cấp lên đến 6 phiên bản khác nhau gồm Premium, Premium Plus, Luxury, Luxury Plus, Overchill và Overchill Plus. Hai phiên bản hoàn toàn mới sau cùng được phát triển tối ưu cho khả năng chinh phục những cung đường off-road. Ngoài ngoại thất hai tông màu khỏe khoắn, một trong những điểm nổi bật của Lexus GX Overchill 2024 phải kể đến việc được trang bị lốp all-terrain 33 inch bọc bên ngoài mâm xe 18 inch tiêu chuẩn để giữ cho lốp nằm bên trong thân xe. Các mẫu GX Overchill có vòm bánh xe mở rộng trông rất cơ bắp, trong khi tấm chống trượt bằng nhôm là trang bị tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, các mẫu Overchill Plus có cặp ghế trước đẹp hơn, được thiết kế mang lại sự thoải mái tối ưu khi đi địa hình và có chức năng massage cũng như chức năng chỉnh điện bổ sung cho ghế lái. Một trong những thay đổi đáng chú ý tiếp theo của Lexus GX 2024 là việc đã loại bỏ động cơ V8 cũ kỹ, thay vào đó là động cơ V6 3.4 lít tăng áp kép. Động cơ mới sản sinh công suất tối đa là 349 mã lực và mô men xoắn cực đại 650 Nm, tức là mạnh hơn 48 mã lực và 46 Nm so với động cơ V8 cũ. Động cơ V6 được kết hợp với hộp số tự động 10 cấp đi kèm hệ dẫn động 4 bánh, toàn thời gian tiêu chuẩn, cùng bộ V-Size hạn chế trượt Tourcen. Nội thất của Lexus GX 2024 cũng là màn lột xác làm hài lòng người hâm mộ. Lexus GX mới nhận được những cải tiến đáng kể về nội thất được lấy cảm hứng từ những mẫu xe đã ra mắt trước đó như Lexus LM. Các cửa gió điều hòa được di chuyển xuống thấp hơn trong bảng điều khiển để phù hợp với màn hình cảm ứng kích thước 14 inch khá lớn, có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Vẫn có các nút bấm vật lý để điều khiển hệ thống điều hòa và âm thanh. Lexus GX 2023 cũng sẽ sở hữu màn hình điện tử hoàn toàn phía sau vô lăng. Vô lăng là loại ba chấu thiết kế quen thuộc trên những mẫu xe của Lexus, có lẫy chuyển số thể thao phía sau vô lăng và tích hợp các phím bấm chức năng, trong đó có gói hỗ trợ người lái. Xe được cung cấp cấu hình 7 chỗ ngồi và 6 chỗ ngồi cho phiên bản cao cấp. Với phiên bản 6 chỗ ngồi sẽ có hàng ghế thứ hai là ghế ngồi độc lập kiểu ghế caption. Trong xe, người dùng có thể tìm thấy khoảng 12 ngăn đựng cốc, 6 cổng sạc và ổ cắm 120V giúp người dùng dễ dàng sạc pin cho các thiết bị điện tử. Sẽ phải mất thời gian khá dài nữa Lexus GX 2024 mới có thể đặt chân đến Việt Nam, nhưng đây vẫn sẽ là một mẫu xe rất đáng để chờ đợi. Giá bán dự kiến trong khoảng từ 6 đến 7 tỷ đồng. Thông qua doanh nghiệp nhập khẩu chính hãng, giá bán này cao hơn một chút so với Lexus RX và rẻ hơn một chút so với Lexus LX. Đây là mức giá quen thuộc của GX trong nhiều năm qua tại thị trường Việt Nam.